Nha nha mọi người, lại là bếp hai chị em đây. Thì hôm nay sẽ là chuyên mục nhà còn gì nấu nấy nhá. Ở trong tủ nhà mình thì còn một xíu tôm đã lột vỏ và thêm hai quả bí ngòi nữa, nên là hôm nay mình sẽ làm bí ngòi xào tôm. Đầu tiên thì mình sẽ lấy bí ngòi để cắt thành con chì. À, mọi người biết tại sao thì người ta lại gọi là cắt hình con chì không? Tại vì cái hình cắt như này á, nó rất là giống cái hình con chì mà ở trên lưới đánh cá của người dân đó nè. Sau khi mà thái bí ngòi xong á thì mình sẽ đi phi hành thơm lên, sau đó thì cho tôm vào xào trước. Không biết là tình hình dịch ở chỗ các bạn sao rồi ha, còn ở chỗ mình á thì khá là căng nên là siêu thị người ta cũng đóng cửa hết rồi á. À, khi mà xào tôm á thì mình có nêm thêm vào một thìa hạt nêm nữa. Tôm đã chín rồi á thì mình sẽ cho bí ngòi vô xào chung. À, bật mí cho các bạn biết là bí ngòi ăn này thì cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn á. Bí ngòi chứa 95% đều là nước và có chất chống oxy hóa nữa nè. Sau khi đảo một hồi cho bí ngòi đã chín rồi á thì mình sẽ nêm thêm vào một thìa nước mắm nữa. Nêm gia vị này á thì các bạn cứ nêm theo tùy khẩu vị của gia đình mỗi người nữa nè. Đảo qua đảo lại một hồi thì bí ngòi và tôm đều đã chín hết rồi nè. Giờ thì mình sẽ rắc thêm một chiếu tiêu ăn cho thơm hơn nha. Như vậy là đã xong rồi á. Món này nấu thì cực kỳ đơn giản mà ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa nè. Mời mọi người ăn cùng mình nha.